Trên thế giới ngày hôm nay có rất nhiều thông tin biến động đáng chú ý. Những tin tức nóng hổi sẽ có ngay sau đây qua mục điểm tin. Nhà máy sản xuất Neptune của Ukraine vào tầm ngắm của Nga. Ba Lan đóng cửa trung tâm tị nạn lớn nhất cho người Ukraine. Ở Mỹ cảnh báo người Ukraine về thảm họa do sương mù bất định. Nhà máy sản xuất Neptune của Ukraine vào tầm ngắm của Nga. Ukraine đã phát triển tên lửa hành trình chống hạm Neptune để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng nhà máy sản xuất tên lửa Neptune của Ukraine có thể tồn tại được bao lâu trước các đòn tấn công của Nga? Theo tờ Sina của Trung Quốc, Ukraine đã trang bị cho phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa Neptune một thiết bị tìm kiếm mục tiêu mới. Ukraine cho biết phiên bản tấn công mặt đất của Neptune đã thành công trong trận chiến đầu tiên và phá hủy một dàn tên lửa phòng không S-400 ở Crimea mới đây. Câu hỏi đặt ra là hiện tại, toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều nằm trong tầm bắn của tên lửa hành trình Nga. Vậy nhà máy sản xuất tên lửa chống hạm Neptune có thể tồn tại được bao lâu? Thứ hai là tên lửa Neptune tấn công mặt đất có thể dùng để tấn công Moscow, nhưng Ukraine có thể có bao nhiêu Neptune? Là nước Cộng hòa lớn thứ hai của Liên Xô, Ukraine có năng lực nghiên cứu và phát triển vũ khí rất mạnh. Dưới thời Liên Xô, Ukraine có thể sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nhưng giờ đây, nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã nát như tương, nên họ phải dựa vào sự giúp đỡ của các quốc gia phương Tây để phát triển mẫu tên lửa mới. Các thông tin liên quan từ chiến trường Ukraine cho biết, tên lửa hành trình chống hạm Neptune, phiên bản tấn công mặt đất sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính kết hợp với GPS và phao cuối dẫn đường bằng hình ảnh hồng ngoại, tầm bắn tối đa 400 km và trọng tải khoảng 350 kg. Đây là tên lửa tầm xa nhất được sản xuất tại Ukraine hiện nay. Loại tên lửa tấn công mặt đất tầm xa Neptune được Ukraine phát triển để giảm trọng lượng của đầu đạn để tăng tầm bắn, từ đó có thể sử dụng để tấn công vào tận thủ đô Moscow. Việc hy sinh sức công phá để tăng tầm bắn cũng là xu hướng mở rộng tầm bắn của tên lửa được sử dụng trên toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là tên lửa Neptune có thể bị đánh chặn và Ukraine có bao nhiêu tên lửa Neptune? Trước hết, việc phát hiện các vật bay thấp, chậm và nhỏ đang là vấn đề hết sức khó khăn đối với các quốc gia trên toàn thế giới. Các vật thể bay thấp, chậm và nhỏ có đặc điểm rất giống chim và dễ bị radar bỏ qua. Ngoài ra, việc xác định vật thể bay nhỏ có tốc độ thấp là cực kỳ khó khăn. Vì vậy, việc phát hiện những vật thể bay chậm và nhỏ này khiến các quốc gia đau đầu, thậm chí có quốc gia đã đầu tư hệ thống phòng không lớn như Ả Rập Xê Út, cũng đành bất lực trước cuộc tấn công bằng UAV tự sát và tên lửa hành trình. Nhưng tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm thì khác những đàn chim. Tốc độ bay của tên lửa hiện đại không thể thấp hơn 500 km/h, trong khi tốc độ của tên lửa chống hạm Neptune là khoảng 900 km/h. Rõ ràng, các sinh vật như chim không thể bay nhanh như tên lửa và máy bay dân sự không thể bay thấp như vậy. Vì vậy, các vật thể bay tới đất liền Nga ở độ cao thấp, tốc độ cao là những vật thể nghi vấn, bất kể là máy bay hay tên lửa thì sẽ phải bắn hạ. Các hệ thống phòng không tầm ngắn của Nga như Panzer S, Tor và Buzz triển khai trên lãnh thổ Nga. Cuối cùng, họ cũng gặp được đối tác chuyên nghiệp và không bị coi là làm cảnh nữa. Còn về hiệu suất của tên lửa chống hạm Neptune, Nga cho rằng tên lửa Neptune của Ukraine và KH-35 của Nga đều có cùng một mẹ sinh ra và Nga vẫn có nhiều kinh nghiệm trong cách đánh chặn tên lửa Neptune. Việc đánh chặn tên lửa Neptune tấn công trên bộ cũng không phải là khó khăn lắm. Tờ Driver của Mỹ cho biết, chưa kể có bao nhiêu tên lửa Neptune ở Ukraine. Khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, tên lửa chống hạm Neptune đã lâu không được đưa vào sử dụng và số lượng sản xuất rất ít. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine luôn là mục tiêu tấn công tên lửa hàng đầu của Nga và việc sản xuất tên lửa chống hạm Neptune cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Liệu Ukraine có còn sản xuất được Neptune ở giai đoạn này hay không đã là một câu hỏi lớn, lắp ráp không được tính. Ngay cả khi Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Ukraine có kế hoạch tăng năng lực sản xuất tên lửa chống hạm Neptune, nhưng việc Nga thường xuyên tấn công Ukraine, vậy họ có thể sản xuất bao nhiêu tên lửa Neptune trong hoàn cảnh như vậy? Có khả năng hầu hết số tên lửa Neptune tấn công mặt đất đều được lắp ráp bán thành phẩm hay là thay thế bằng tên lửa chống hạm. Sở dĩ Nga có thể tăng cường năng lực sản xuất các loại vũ khí trong điều kiện chiến tranh là do phần lớn lãnh thổ Nga đang trong tình trạng hòa bình, không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến cộng với những đơn hàng khổng lồ. Do vậy, năng lực sản xuất tăng vọt cũng là điều bình thường. Còn Ukraine thì sao? Tên lửa và UAV tự sát của Nga sẽ khiến còi báo động phòng không vang lên khắp Ukraine mọi lúc mọi nơi.
hệ thống công nghiệp quốc phòng của Ukraine luôn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong các cuộc tấn công tên lửa của Nga. Vậy xưởng sản xuất, xưởng lắp ráp tên lửa Neptune cụ thể đang ở đâu và liệu có là mục tiêu tìm kiếm của tình báo Nga? Tất cả những gì Ukraine có thể làm là họ có thể lắp ráp càng nhiều tên lửa Neptune càng tốt trước khi nhà máy lắp ráp bị lộ. Nhưng liệu có phương án xây dựng nhà máy lắp ráp tên lửa chống hạm Neptune ở ngoài lãnh thổ Ukraine? Nên nhớ, nhiều quốc gia đã vượt làn danh đỏ, cung cấp tên lửa tấn công tầm xa và máy bay chiến đấu cho Ukraine mà không còn sợ Nga. Ba Lan đóng cửa trung tâm tị nạn lớn nhất cho người Ukraine. Tờ Financial Times cho biết, trung tâm tị nạn lớn nhất dành cho người Ukraine ở Ba Lan đã đóng cửa trong tuần này. Cơ sở này được đặt tại một địa điểm triển lãm cũ ở làng Nadarin thuộc vùng Mazovia, ngay phía tây nam thủ đô Warsaw của Ba Lan. Theo FT, khi dòng người tị nạn Ukraine vào Ba Lan ở mức cao điểm, nơi đây có khoảng 9.000 người. Mùa xuân năm 2022, số lượng cư dân giảm xuống còn khoảng 300 người tị nạn do mọi người được chuyển đến các cơ sở khác. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn lớn nhất ở Ba Lan về không gian lưu trú. Chính quyền khu vực tuyên bố rằng trung tâm luôn có ý nghĩa tạm thời. Người phát ngôn Dagmara Zaleska giải thích cơ sở này đã đóng cửa vì số lượng người tị nạn từ Ukraine đến Mazovia không đáng kể. Theo các tổ chức từ thiện địa phương, việc đóng cửa trên khiến cả họ và cư dân của trung tâm đều bất ngờ. Một số người thậm chí còn không có cơ hội đóng gói hết đồ đạc của mình. Họ được nhận một số thực phẩm trong túi và thế là xong. Bà Alina Ozijak, nhân viên cứu trợ tại một trung tâm khác dành cho người tị nạn ở Warsaw, nói với FT. Jaliska cho biết động thái này là một phần trong kế hoạch tái tổ chức toàn bộ hệ thống hỗ trợ người tị nạn ở cấp quốc gia. Bà nói thêm rằng nhiều người Ukraine đã tìm được việc làm và cư trú ở Ba Lan hoặc các quốc gia EU khác, hoặc đơn giản là quyết định quay trở lại Ukraine. Ba Lan là một trong những điểm đến chính của người Ukraine chạy trốn cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 1,5 triệu người tị nạn Ukraine đã đăng ký vẫn ở lại nước này tính đến mùa xuân năm 2023. Tình hình này làm dấy lên mối lo ngại trong chính quyền Ba Lan, những người đã thắt chặt các quy định đối với người tị nạn Ukraine. Tháng 3, họ được phép sống miễn phí tại nơi ở tạm thời chỉ trong 120 ngày kể từ khi đến nước này. Sau đó, họ phải trang trải 50% chi phí sinh hoạt, nhưng không quá 9 đô la mỗi ngày. Đến tháng 5, những con số này lần lượt được nâng lên là 75% và 13 đô la Mỹ. Tháng 3, các quan chức lên kế hoạch thu hồi số tiền hỗ trợ được phân bổ không hợp lý cho người tị nạn Ukraine lên tới 2 triệu zloty Ba Lan, tương đương 450.000 đô la. Hãng tin Rzeczpospolita của Ba Lan đưa tin vào thời điểm đó và cho biết thêm rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Ở Mỹ cảnh báo người Ukraine về thảm họa do sương mù bất định. Khi sử dụng bom chùm do phương Tây gửi đến lực lượng vũ trang Ukraine có nguy cơ làm hại chính họ và dân thường do không có đủ thông tin tình báo. Nhà báo Sadain Gadezi, phụ trách chuyên mục trên tờ National Interest, viết về điều này. Vì những vũ khí đó đã được cung cấp cho một số đơn vị pháo binh, nên vẫn có nguy cơ chúng bị sử dụng khi chưa được phép hoặc vô tình sử dụng trong hoàn cảnh được gọi là sương mù bất định, tác giả viết. Sương mù bất định hay sương mù chiến tranh là thuật ngữ dùng để chỉ việc thiếu thông tin đáng tin cậy về tình hình chiến trường. Ngoài ra, nhà báo lưu ý rằng bom đạn chùm cực kỳ không đáng tin cậy do tỷ lệ hư hỏng và khiếm khuyết cao. Đồng thời, cùng với khả năng phát tán rộng, chúng có thể gây ra mối đe dọa cho người dân địa phương nhiều năm về sau. Ukraine đã nhận được bom chùm từ Mỹ như một phần của gói viện trợ quân sự tiếp theo. Loại vũ khí này bị cấm theo một công ước quốc tế đã được 123 quốc gia phê chuẩn, nhưng Hoa Kỳ và Ukraine không nằm trong số đó. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin Tức Việt.